Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bác anh em nhé. Trước mắt mọi người đây là một lô loa gồm có hai loại. Một loại là dòng B3 và một loại là dòng TB. Và loa được thiết kế một bát 20 và một chép kèn. Đây là những cặp loa trợ lời, tức là loa thì khá là đẹp, gọn, đấy, nhỏ, xinh xắn. Những cặp loa này anh em dùng để ghép lối âm ly cũng như là ghép trợ lời và những bộ dàn đang sử dụng loa bát 30, bát 25 cho những dòng loa lầm hoặc kể cả những dòng loa full. Đấy. Và loa này thì các bác vẫn có thể chơi độc lập từ 1 cho đến 2 đôi. Thậm chí chúng ta có thể dùng để treo ở các cái hệ thống nhà thờ, đền chùa, miếu mạo, đúng không ạ? Đấy, ở những cái khu công cộng. Đấy, dòng loa này thì họ thiết kế theo kiểu là gân vải và chắp kèn, nên là độ bền nó sẽ rất cao. Đấy. Với những cái dòng loa bát 20 trợ lời giống như kiểu là B3X8i thì nó cũng khá là nổi tiếng. Cái dòng B3 ở đây thì nó sẽ khác với mã B3X8i. Mã này nó là ZS208, 25 mã. Mã này thì đương nhiên rồi, lời nó sẽ sáng và nó có độ bay hơn, tức là chép, nó có giải chép nhuyễn, giải chép cao hơn là cái dòng B3X8i. B3X8i nó sử dụng một bát 20 và một chung thôi. Hai cái dòng loa này thì hôm trước Doãn Hưng cũng đã lên sóng rồi, đúng không ạ? Có cả clip để mở nội thất rồi đấy. Đấy. Và cái loa TB thì hôm trước số lượng nó nhiều hơn, nhưng mà lọ này thì nó lên đường cũng gần như là hết cái lô TB rồi các bạn. Hiện tại là chỉ còn B3 là nhiều hơn. Đấy. TB của nó thì sẽ như thế này. Về kích cỡ thì hai thằng này nó ngang nhau này, nhưng mà mẫu mã nó có phần khác nhau. T3 thì căng lưới sắt, không có mút chống bụi. TB này thì sẽ có mút chống bụi. Thằng này các bác xem cái tem của nó giống như cái dòng tem của thằng Citizen, đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì nói về B3 thì cũng quá nổi tiếng, mà TB thì cũng rất là hot. Hai dòng loa này thì Doãn Hưng đã tìm hiểu và cảm thấy là nó rất là chất, nên là đã quyết định nhập cái lô này. Đấy. Về phần công suất thì thằng TB này công suất đầu vào của nó là 250W đó nhá. Đấy, giải tần hoạt động 56Hz đến 20kHz, nặng 12kg, độ nhạy 99dB. Đấy, loa full 20 mà độ nhạy cực cao là 100dB. Còn sang đến ông bạn B3 này thì cái công suất của nó ghi thì nhỏ hơn các bác nhá. Ở đây nó ghi chỉ có 100W thôi. Giải tần hoạt động của nó 85Hz đến 19kHz, độ nhạy của nó 93dB, nặng 9kg, chạy kháng 8 ohm. Đương nhiên thì ghi những cái thông số như thế này thì mỗi hãng nó ghi một kiểu các bác nhé, chứ không phải là cái thằng TB này thì công suất ghi như thế thì nó sẽ khỏe gấp đôi, hơn gấp đôi thằng này, không có các nhé. Nó chỉ hai thằng này nó cũng tương đồng nhau, tương đối thôi. Và chất âm thì Doãn Hưng có cảm nhận nó cũng khá là tương đồng. Đấy, về độ đẹp, độ mới thì cái lô này thì nó đều đẹp và mới như nhau các bác nhá. Không có cặp nào xấu. Cái này thì Doãn Hưng đã có cái video mổ nội thất rồi, nên là các bác anh em sẽ rất yên tâm. Nếu bác nào mà cảm thấy chưa hài lòng, chưa yên tâm thì các bác nhắn tin Zalo để Doãn Hưng có thể là sẽ gửi hình ảnh cũng như là gửi cái đường link video để anh em xem được cái clip đó, đúng không ạ? Em để cái địa chỉ lên đây cái. Tí nữa lại quên. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ cho ra độ bền rất là cao đấy các bác nha. Đấy. B3 thì đặc trưng của nó là phơ lõm rồi. Đấy. Gân hai thép, gân lụa tẩm dầu. Đấy. Cái nào cũng như thế. Đấy. 10 cái như một. Tất cả là bên em đã tháo căng ra. Căng của nó thì được xếp gọn vào kia. Đấy. Căng của nó thì không có một cái nào có hiện tượng là rách dưới hay là lỗi các bác nha. Han gì không có. Bên em tuyển hàng rất kỹ. Đấy. Các bác nhìn. Mọi thứ rất là chuẩn chỉnh. Hàng đến là yên tâm cho anh em là không có cái nào xấu, không có cái nào lỗi. Hàng lỗi thì bên em sẽ trả lại, cũng không thanh lý. Ở đây thì các bác nhìn về tổng thể đằng trước. Đấy.
ở bên hông của đằng B3 này có chữ khắc chìm này. Còn đằng sau đây, ở đây thì tất cả thùng của nó thiết kế theo kiểu là vát các bác nhá, vát lệch đấy. Nó đang kết nối một cặp B3, tí nữa anh em sẽ nghe qua thôi. Đấy, còn lại thì tất cả đằng sau rất đẹp đúng không ạ? Đẹp như mới. Những lô loa hàng bãi nhưng mà chúng ta cảm nhận nó gần như mới luôn. Đấy, về mẫu mã hình thức của nó thì miễn chê các bác nhá. Đấy. Loa bé nhưng mà chúng ta nhìn họ làm rất là chi tiết, rất là chắc chắn, có độ cầu kỳ. Đây nó cũng như dòng loa monitor các bạn, có chân để chúng ta có thể để đứng, có thể treo ngang, có thể để vát như thế này, để ở dưới đất. Về nội thất của hai thằng này thì đều chất lượng. Thằng TB này các bạn, TB thì các bạn nhìn từ trước đến giờ tiếng TB thì họ làm các cái sản phẩm, đặc biệt là loa TB rất nổi tiếng, độ chi tiết cao, anh em nhìn cái bạc 20 trên màng đều có mã số đầy đủ các bác nhé, không thiếu. Trên xương có tem, từ có tem, bạc 20 mà nhìn khá là chất lượng chắc chắn, cho là độ bền cực cao. Củ chép của nó to gần ngang với củ chép của full 25, phễu rất dày bóng cứng, thùng vách cũng vậy. Đấy, các bạn nhìn không khác thì mới, đẹp mướt mượt. Phần tần cực gấu như full 25. Phần tần đặc trưng của TB là hay cái kiểu như thế này. Mọi thứ dày dặn rất đầy đủ và chuẩn chỉnh các bác nha. Đấy, miệng của nó cũng được bọc cái nếp mút để tránh nọt âm. Quá chắc chắn cho một dòng loa TB. Còn lại cái dòng B3 này thì cũng rất là nét, chi tiết. Ở đây anh em lưu ý, nó là dòng xương nhôm đúc. Bát của nó là xương nhôm đúc nhá. Côn hở chúng ta có thể nhìn bên trong, độ mới còn rất cao. Côn từ nhện dâu, chúng ta nhìn cực kỳ là chắc chắn, chất lượng bền bỉ. Kể cả từ những cái màng của nó, anh em nhìn những cái dòng loa hãng thì bao giờ nó cũng cho ra được cái linh kiện chất lượng đúng không? Tương đồng với chất âm sẽ cực hay anh em nhé. Lưu ý những cái dòng này như này, lỗ thông hơi ở đằng trước hết này các bạn. Thằng B3 này cũng hai lỗ thông hơi trước, bông tư âm nông chuẩn nữa nha. Dây này bằng giáp cài này. Ở đây thì củ chép của nó là chép kèn, không phải là chép giấy. Chép kèn thì lời nó sẽ sáng bay, khỏe hơn và độ bền cao hơn chép giấy. Chúng ta nhìn cái phễu của nó rất chi tiết và nét. Cái dòng này trên thị trường thì cũng đã có một số anh em đang bán cách đây được khoảng ít tháng rồi, và giá của nó thì không rẻ đâu các bác nhé. Còn đến với kênh Doãn Hưng thì lúc nào cũng có giá tốt nhất. Giá này thì hôm trước bên em cũng đã báo rồi, nhưng mà hôm trước thì giá cao hơn đợt này. Đợt này bên em tiếp tục có giá tốt cho các bác. Giá của hai dòng loa này thì bên em bán đồng giá anh em nhé, đồng giá, nhập đồng giá cùng lô. Giá của thằng TB và B3 này mã ZS20825 mã. Thằng này thì mã của nó là S81. Hai thằng này thì giá sẽ là 3.700.000 bao ship các bác nhá. Lần này thì được bao ship nhẫn nhặn nha các bạn. 3.700.000 các bác chỉ việc nhận loa tại nhà và không mất thêm bất cứ một cái phí nào khác. Bạn chỉ thanh toán 3.700.000 các bác nhá. Mua hàng thì anh em vui lòng đặt cọc cho Doãn Hưng một chút. Loa này thì các bác đặt cọc không cần nhiều đúng không ạ? Không như là những cái dòng loa lớn hoặc súp vài 300.000, 500.000 lên đường với anh em được rồi. Bây giờ thì Doãn Hưng sẽ không để cho các bác anh em chờ đâu. Doãn Hưng sẽ mở lớn lên để mọi người cảm nhận về chất âm nhé. Em đang cài một cặp B3 bát 20 ZS20825 mã, loa trợ đời các bạn nhé.
tiếng đánh rất bong sáng mượt. Rất là ngọt tiếng, nó khác, nó không chua chát như là những cái dòng loa hàng fake, hàng nhái. Đấy, đặc biệt là những cái dòng hàng mới đặt tên, các bác mua giá cũng không, mặc dù nó rẻ đi, nhưng mà về độ bền, về chất âm thì không bao giờ đạt như những cái dòng hàng hãng, mặc dù là đã qua sử dụng các bác nhé. Này độ bền sẽ rất cao. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Giang Hưng theo hai số điện thoại đây, địa chỉ bên em là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định các bác nhé. Đấy, cửa hàng Giang Hưng ở cạnh ủy ban xã. Bên em giao hàng toàn quốc, các anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em theo hai số điện thoại này và số Zalo chính đây. Đấy, các bác ở gần có thể đến cửa hàng để chúng ta giao lưu, tuyển cho mình những sản phẩm ưng ý nhất. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo và chấm tặng Giáo Hưng xin lúc này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Giáo Hưng và hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác ạ.